Thái xin kính chào quý chú anh chị các bạn. Thái đang có mặt ở Bù Đăng, Bình Phước ha. Thì trong một chuyến ra đây, mình Thái có cái chuyến đi ngang á, là Thái hỗ trợ cho một số khách hàng. Đây là những kết quả mà mình kiểu như là Thái gửi thuốc ra cho khách hàng mình làm á. Đó. Thì nói chung là bông ở cái miền năm nay bông ở miền đông này á các bạn, thì người ta sẽ sổ hình như là cùng cổ với miền Tây, hay một số hình như là miền Đông với miền Tây hình như gần na ná nhau các bạn. Đây là những cái Thái nha, cây ri vậy, hiện tại đã có Thái có ri có sổ rồi nè. Bông hiện tại là nói chung là nãy Thái đi tham quan nguyên cái vườn này, thì cái vườn này có khoảng gần 400 gốc, thì nó băng hả các bạn, nó đều băng nè. Đây các bạn sẽ thấy là nguyên một cái lô này nha, có cây tơ có các bạn, có già có luôn. Dùm bông nè, mà thấy không? Ở đây á, người ta có một cái ở đây là khách hàng của mình chia sẻ như thế nè, người ta không có tỉa bông như của mình. Thường thường các bạn sẽ thấy là cái một găng tay của Thái ở miền Tây á tỉa rất là ok đúng không? Ở đây người ta để vậy nè, các bạn, đây người ta để gì nè, bông nó vẫn rất là mập các bạn, mà thấy cái đài bông cái cuốn hoa rất là mập, đó nó bự ha, mà nó mập, nó chuẩn bị nó sổ rồi bạn. À. Cái này cái tơ các bạn, cái tơ lấy bố năm đầu. Nói chung là trong vườn này cây tơ, cây già hai mấy năm cũng có nữa. Được một cổ ha, rất là may mắn. Rất là may mắn là thấy có được, không biết làm sao, có thể là tiết nó tốt quá các bạn, thì mình được một cái cổ nó đều nữa nha. Như Thái có nói, Thái chia sẻ cho các bạn ha. Trước khi sâu nhị thì như thế nào? Cái đọt nó phải đứng. Cái đọt nó phải đứng các bạn. Các bạn coi nhìn ha, các bạn nhìn từ trên dưới. Các bạn nhìn từ trên dưới là cái đọt đứng băng luôn. Anh này, anh lấy thuốc của mình là chắc từ hồi khi sổ nhị hồi năm trước các bạn ha, đậu trái ổn rồi. Đó, thì bây giờ là anh bắt đầu anh lấy tiếp tục đang làm bông. Hồi nãy thấy vô á là thấy thấy là các bạn biết là nó đã bị nhện tầm 20% rồi. Và các bạn phải nhớ là như thế này, là khi mà chúng ta mà bắt máy nắng lắm thì nhện nó xuất hiện rất là nhiều, là chúng ta phải câu nhện. Một số khách hàng có Thái hỏi là Thái ơi, bây giờ anh quản lý nhện làm sao? Không lẽ giờ các bạn ra các bạn nhìn nhện nó nặng là các bạn thấy là các bạn sẽ không kịp à. Đối với Thái á, tầm 15 ngày, 12 tới 15 ngày rồi chúng ta phải quản lý nhện một lần. Các bạn, chúng ta kiếm cái gốc nhện nào mát hay chúng ta xịt phun ngoài phủ qua lá là ok. Chứ đừng có để mà cho nó đã bị rồi. Các bạn nó bị rồi là các bạn thấy nó rụng lá nhiều lắm nhiều ha. Rồi lúc đó các bạn rụng lá các bạn không biết nguyên nhân. Đây là các bạn thấy đây cũng có bị nhện nè. Nhưng mà nó đã chết rồi. Thấy các bạn, nó đã chết nhện rồi. Các bạn thấy cái lá của nó thì ghê không các bạn? Một găng tay của Thái là tầm 20cm nè, mà cái lá nó dài như thế này các bạn, lá Thái ha. Đó. Và bông nở rất là đẹp. Đây, như nó nói ha, ở trong thì chúng ta phun đậu trái, nó đang sổ lát rác các bạn ơi. Ở ngoài là chúng ta phun dặn cái đọt lại. Tới thời điểm này các bạn biết trong vòng còn chừng vài ngày nữa thôi sẽ có tiết đọt rất là mạnh, nên Thái sẽ ưu tiên là Thái gửi thuốc cho ảnh là dặn trước như thế này, các bạn thấy là cứng ngắc luôn, và cứng ngắc luôn. Đây. Vô đây nè các bạn. Đây là nhím chùm bông. Bạn thấy chùm bông thấy ghê không? Bông thấy xám hồn luôn. Đó. Đây là những cây tơ ha. Nguyên cái lô tơ như thế này. Nhìn xa xa ảnh còn trồng rất là nhiều cây các bạn, giống như tiêu nè, cà phê nè, có điều nữa. Đây. Dạy xuống đây. Đây. Hầu như là những cây tơ và cây già đều có bông các bạn. Bông rất là đều nha. Bông rất là đều. Các bạn ha. Năm nay ở miền Đông của chúng ta nó gặp một cái dịch là dịch nấm. Nấm các bạn, nấm phi top á. Rồi xì mũ, rồi mọt nữa các bạn. Rất là nhiều. Đó. Ha, cây này. Bông nè. Không chưa tiễn các bạn, hay để luôn. Thái hỏi nha, ảnh có một số cây á. Ảnh có một số cây hai cổ thì Thái có nói là bây giờ nếu mà anh về anh để cổ đầu đi. Ha, nếu mà tiết tốt nó đậu tốt thì anh lặt cổ sao bỏ. Còn ví dụ mà lỡ mà cổ đầu mà tiết mình không thuận á, thì mình lấy cổ sao bình thường các bạn. Hai cái cổ bông nó gần như ngang nhau á. À, thì cứ để bình thường thôi, không thành vấn đề gì các bạn. Không thành vấn đề gì hết. Đây nè. Nguyên cái lô như thế này nè. Cổ Thái nha các bạn, cổ ri. Ri đang sổ nè các bạn. Ri đang sổ đài hoa chạy rất là tốt. Đây. Đài hoa nó chạy nè. Đây là cái ri nè ha. Đọt vẫn đứng các bạn. Các bạn xem nè. Ri ha. Cái đọt ri các bạn nó dễ rất là dễ dằn hơn đọt Thái nha. Đọt Thái nó sung lắm. Đọt Thái nó sung lắm. Còn ri thì các bạn thấy dằn cứng đọt đi chắc cú ha các bạn. Nói chung là Thái có nói rồi,
cái vùng miền đông của các bạn á, nó sung lắm. Nên chúng ta dần. Và đương nhiên mà nếu mà xảy ra một số vấn đề giống như là nó sao nó xì đọt quá, ta cho đốt luôn. Mà đốt luôn. Thế là làm sao mà để chúng ta có một cái được một cái trái các bạn. Thấy nó rồi, đi có trái mới bán được chứ lá đâu có bán được đâu các bạn. À. À, chúng ta đi vài cây nữa đi. À, anh có nguyên một cái lô như thế này nè. Nhiều lắm các bạn. Phải tầm 4 hectare này, 4 hectare này thì các bạn, 4 hectare này thì các bạn lội. Ui, lâu lắm. Nhiều lắm. Nè, đây nè, cây đang có bông nè. Đó, bông chưa kịp đó các bạn. Nè. Đó, bông đều chưa? Nè, chuẩn bị xả như dài dài tới. Một số cây lớn nè các bạn. Nè. Thái lớn cũng có bông rồi các bạn. Nè, thái lớn cũng có bông nữa nè. Nè. Có bông, bông rất là đều các bạn. Đó, hay chưa? Đó. Sau Tết thì Thái sẽ quay lại ha, sau Tết Thái hứa với anh là Thái sẽ quay lại để mà coi những cái nhận trái như thế nào ha. Hôm nay Thái sẽ cố gắng lấy hết năng suất cho anh. À, được rồi. Ok các bạn. À, qua video này ha, Thái có hai điều muốn cho các bạn là cái thứ nhất là cái đọt nó phải đứng. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải quản lý nhện. Ha. Còn cái bộ đầu trái thì Thái nói rồi ha, bộ đầu trái trước khi sổ nhị lá rác chúng ta phun. Sau sổ nhị phun lần nữa là xong. Ai mà sổ nhị dài ra quá thì chúng ta có thể xịt 3 lần. Là xong. Ha, các bạn, rồi mới chạy trái chúng ta sẽ tính sao. Và hiện tại là chỉ có hai cái quản lý. Còn vụ dạng nước thì thấy chỉ với bạn rồi ha, dạng nước thì không có còn gì để bàn cãi rồi. Ok các bạn. À, xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.